Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Gia Hùng. Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2020 của tôi, thưa quý vị. Theo National Geography thì nước Thụy Điển, thưa quý vị, trong những ngày qua đã hủy đi 4 triệu con Minsk, tức là cái loại mà giống như là một con chồn đó, thưa quý vị, mà lông trắng. 4 triệu con vì lý do rằng là virus COVID-19 nhiễm, và các con chồn này, thưa quý vị, nó nhiễm rất nhanh, và chồn nó nhiễm, nó lan ra thì nó có thể lan ra cho các con vật khác và lây lan sang con người, nên là Thụy Điển đã hủy đi 4 triệu con và có lẽ đóng cửa vĩnh viễn cái trại chăn nuôi Minsk, loại chồn Minsk. Tôi không biết khi nào người ta đã cấm vấn đề mà lấy lông thú làm áo mặc, thưa quý vị. Nhưng mà Minsk thì người ta vẫn còn sử dụng, nếu mà là nông nghiệp, lấy lông của nó để may những cái đồ áo mắc tiền, thì bây giờ cũng đã cấm. Vậy là cấm mà họ đã hủy đi 4 triệu con. Cái trường hợp đó xảy ra nữa là ở tại Hà Lan. Cũng theo National Geography là họ đóng cửa vĩnh viễn một số cái cơ sở chăm nuôi các con chồn, thưa quý vị. Là vì nó nhiễm virus lẻ lắm. Ở Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, các nước Liên Âu đóng cửa rất là nhiều cơ sở nuôi chồn, thưa quý vị. Rồi ở bên Mỹ, thưa quý vị, loại chồn đó, nó có loại, nó gọi là brown đó, cái loại chồn đó, nó có loại nâu đó, thì người ta vừa mới khám phá ra được một con chồn ở trong hoang dã ở Utah đó, cũng có COVID. Nó hoang dã, không biết tại sao nó dính. Mà nếu mà trong hoang dã nó đi ra, nó lây lan cho các con vật khác thì rất là nguy hiểm. Nên là Ủy ban về công viên và môi trường cũng như là rừng đó, của Utah đó, là phải nhanh chóng bắt con chồn đó, đương nhiên rồi. Còn phải đi thí nghiệm các con vật khác xem thử nó có lây lan không. Nếu nó lây lan đó, thì rất nguy hiểm. Dầu rằng con người đã có vaccine COVID-19 nhưng mà các con vật thì chưa. Nên nếu mà để cho nó lây lan ở các con vật thì nay mai đó, nó là sẽ là cái nguồn nguy hiểm cho các động vật và luôn cho cả con người. Nên tiểu bang Utah của nước Mỹ, thưa quý vị, lật đật phải đi truy lùng khắp các cái núi đồi của họ hoang dã xem thử các con vật nó bị sao. Thưa quý vị, trước đây đó thì ở trên công viên của trong một sở thú ở New York, thưa quý vị, thì người ta khám phá ra rằng là người mà coi sở thú có COVID, họ đã nhiễm sang cho các loài như là sư tử, báo, mèo, họ có thể nhiễm từ con người. Nên là họ cũng cảnh giác là các động vật có thể bị nhiễm lây từ con người. Nhưng mà từ động vật mà lây sang con người đó thì cũng hơi hiếm. Nhưng mà có thể chứ không phải là không có thể, thưa quý vị. Có thể chứ không phải là không có thể. Nên câu chuyện mà lây lan giữa các sinh vật với nhau là có. Con người cũng là một trong những loại động vật có vú, thưa quý vị. Con người là một mammal. Human is a mammal. Các con vật, động vật có vú như là con chồn, con chuột đều là loại mammal hết, thưa quý vị. Thì mammal lây sang cái mammal rất là dễ. Mammal là M-A-M-A-L, mammal. Lây sang mammal, con dơi cũng là mammal. Đúng không? Chỉ trừ có một con mammal mà nó, động vật có vú mà nó ở dưới biển, đó là cái con cá voi đó. À, cái câu chuyện cá voi cũng hay lắm, thưa quý vị. Cá voi đó là các khoa học gia nghiên cứu đó,
thì nó là xuất phát là nó có bà con với các con chó. Quý vị nói thì tôi nói giỡn, là không có, tôi không nói giỡn mà thưa quý vị, tôi nói thiệt, nó là khoa học á. Các khoa học gia đã nghiên cứu là cách đây khoảng chừng 50 triệu năm về trước, sau khi mà cái biến cố là một cái tảng thạch lớn mà nó rơi ở dưới cái vịnh Mexico đó thưa quý vị, ở Mexico đó, thì thưa với quý vị là loài các con vật nó bị diệt chủng, khủng long diệt chủng, thì những cái loài mà nhỏ đó, nó sinh sôi lên từ những cái loài giống như động vật nhỏ như con chuột đó, không? Nó là con loài có vú đó, thì nó có cơ hội nó tiến hóa lên. Và tiến hóa lên thì 50 triệu năm về trước có một cái loài nó giống như là loài sói, nó là động vật có vú thưa quý vị. Thì họ nói là xuất phát từ Pakistan, vì đói quá cái con sói đó, nó loài sói đó, nó mới nhảy xuống dưới biển để tìm đồ ăn. Và tìm đồ ăn được rồi thì thời gian đầu đó, nó dần dần đó là cả cái dòng họ nó cứ nhảy xuống xuống rồi nó bơi từ từ đó, là nó ở lấy ở biển làm gốc luôn, là làm nhà. Cho nên nó rụng cái đuôi đi, hai cái chân sau của nó thành là cái đuôi, hai cái chân trước của nó thành cái vảy, hai cái vảy, và vẫn là con loại động vật có vú. Cho nên nó là xuất phát, cái nguồn của nó, tổ tiên của nó là xuất phát trên bờ, là loại động vật có vú, và họ nói là xuất phát từ cái bên bờ mà đất bây giờ được gọi là cái phần đất nước Pakistan bây giờ thưa quý vị, là năm khoảng 49 triệu cho đến 50 triệu năm về trước. Cho nên cá voi, các loại cá mà động vật có vú đó là họ hàng có gốc gác với con chó, chó sói, và coi như cũng là bà con với chó. Đó là tôi nói thiệt chứ tôi không nói giỡn đâu, quý vị cứ nghiên cứu đi, sẽ nó ra là như vậy đó. Quý vị xem phim tài liệu về vấn đề mà gọi là cá voi. Thì tôi nói trở lại là các động vật có vú dễ lây lan COVID-19 cho nhau, trong đó có con người. Con người là một loại động vật có vú. Lây lan với động vật có vú, chưa thấy lây lan dễ sang các loại động vật như con chim gì, nó là một loại động vật khác thôi quý vị. Nên là những con sóc này, những con chồn này là loại động vật có vú, mà bây giờ họ thấy trong hoang dã đó, một con chồn màu nâu đó đó mà có COVID-19, nước Mỹ ở Utah họ rất là quan tâm. Họ quan tâm là vì đó là động vật có vú lây lan cho nhau. Cứ thường á, theo họ họ suy nghĩ đó thưa quý vị, họ nói rằng là có một người nào đó đã lây lan sang cho con động vật có vú mà được nuôi. Con động vật có vú đó không biết làm sao nó lại tiếp cận được cái con động vật có vú ở trong hoang dã, cho nên nó mới mang ra ngoài. Và nó mang ra ngoài thì nó trở thành là F1. F1 đó cho nên là phải ngăn chặn liền lập tức, xem thử rằng là có F2, F3 gì cho nó lẹ, cho chặn hết đi. Thì đó là câu chuyện về khoa học, loại động vật có vú lây lan COVID cho nhau. Hôm nay đi đề tài khác, xin chia sẻ đến quý vị khán thính giả câu chuyện lây lan của các động vật có vú, mà kết quả ở bên Thụy Điển là hủy diệt 4 triệu con Minsk. Bên Tây Ban Nha, bên Hòa Lan, bên Liên Âu, nhiều cơ sở mà nuôi các động vật có vú, tức là như là nuôi chồn, nuôi sóc rồi gì đó, là phải đóng cửa vĩnh viễn. Còn bên Mỹ cũng đóng cửa nhiều cơ sở nuôi các con chồn. Và bây giờ khám phá ra được một con chồn trong hoang dã bị COVID-19 thì họ lo âu để ngăn chặn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Dồn ngày 18 tháng 12 năm 2020. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.